luôn. Đây. Đây. 1 này. 2 này. 3 này. Đây, sorry anh em. Quê vãi luôn. 1 này. 2 này. 3 này. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ đổi cái tông màu màu đèn của các bạn. Đấy. Và cổ vô chữ xe sử dụng combo gọi là phá làng phá xóm. Cổ inox 304 màu lưới đồ ong nhưng mà mô SC. Đuôi này là không có hai bản nhá. Ốp đuôi này có hai bản. Một là yên solo, hai là tiếp theo là hai là yên mút để anh em lựa chọn. Cái này là chủ xe sử dụng là bản là gọi là ốp yên solo luôn, lắp ốp yên solo. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với PT Moto. Thì nữa mình sẽ review cho anh em con Yamaha R15 V3. Cũng một chiếc xe cũng tai nạn và phục hồi xong rồi. Đây là chiếc CBR, nói thật với anh em luôn, riêng anh em CBR để ý nhá. Đi xe tai nạn, đồ nó cực kỳ là đắt. Đấy, đồ nó rất đắt. Ngay cả những cái miếng này, miếng nhựa mình nhức này, đặt rất khó nha anh em. Anh em nào đã bị tai nạn CBR 150 thì sẽ hiểu được cái việc đấy. Nhà mình thì vành thì đang về hai cái mới, vành về hai cái mới, dàn nhựa này cũng đang đặt về. Ba bạn nhìn quả thụt này, thụt này không bán một lẻ một bên luôn nha anh em nhá. Xong này, mình đặt ở trên một mặt phẳng này, các bạn nhìn thấy không? Nhìn này, đấy, xong luôn. Và cô em này tai nạn ở Hà Nam đây, nhựa nhức vỡ hết. Đây đặt nhựa mới đây anh em. Bản nhựa mới của Thái. Mình nhớ là chỉ có Thái Lan nó có mới có màu xanh chuối này nhá. Còn của Indo thì nó chỉ có màu đen và đen đỏ và màu HRC thôi. Thì đây là một bản xe HRC. Tai nạn hết, em nhìn bên này. Ngã lúc đấy. Và ok, con này mình sẽ làm phục hồi. Thì anh em nào có thì có nhu cầu phục hồi xe thì cứ liên hệ với mình, bên mình chuyên luôn. Và bây giờ mình đi con R15 V3 xem chiếc xe phục hồi như thế nào nhá. Ok anh em, ra đi thôi. Nên là mình có thay cái sừng trâu ở trong này. Đây này, cái này này. Đây này, đấy. Thay nguyên cả bộ sừng trâu này. Vì sừng trâu này để mà nắn thì rất là khó nhá. Nên mình đã thay toàn bộ cái sừng trâu này. Đấy, sau đấy là mình thay cái ốp đầu đèn của kiểu R6, R1 tùy anh em gọi pha này. Đấy, các bạn nhìn này, mình đặt. Đấy, chưa hết đâu nhá. Tắt đi bật lại lần nữa này. Đấy, tắt đi bật lại lần nữa này. Đấy, nó ra được ba cái tông màu đèn, thật rất là hay luôn. Đây. Đây. 1 này, 2 này, 3 này. Đây, sorry anh em. Quê vãi luôn. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy các bạn thấy không? Nó sẽ đổi cái tông màu đèn của các bạn. Đấy. Và cổ vô chữ xe sử dụng combo gọi là phá làng phá xóm. Cổ inox 304 màu lưới đồ ong nhưng mà mô SC. Đúng là tình làng nghĩa xóm.
xóm như mình mà có con nhỏ mà tầm 10 giờ đêm mà các bạn này đi qua, ui, hết hồn chi bén luôn. Nó rất là to đấy. Tiếp theo nữa là mình lên cái ốp đầu này, xi nhan giữ zin này, nhưng mà vẫn là cái xi nhan Speedy Beat, nhưng hàng này lạ lắm. Các bạn nhìn thấy cái nó tối om không? Cái led nó tối om và cái chất lượng nhựa nó rất là tệ. Đấy, gạt xi nhan lên nó còn nhấp nháy ấy. Con này thì sắp tới chủ xe sẽ dồn tiền để thay vào cái xi nhan Speedy Beat L14 xịn chính hãng chứ không phải con này. Đuôi ốp bình xăng thì nó bị ngã, nó vỡ hẳn cả hai bên ốp bình xăng luôn, thì mình là phương án lên là thay luôn cái ốp bình xăng độ là có cách nữa nhá. Nếu mà anh em nào mà muốn chơi ốp bình xăng zin thì sẽ có cả ốp bình xăng zin rất rẻ luôn, hàng thanh lý nó chỉ khoảng tầm 400.000 một bộ thôi, 3 miếng đấy, 400-450 hoặc là 200-250 tùy người bán. Thì cái ốp bình xăng với những bạn mà xe không bị tai nạn các thứ, bạn ấy tháo ra bạn ấy thay lên ốp bình xăng độ ấy, thì bạn thừa bạn không dùng gì bạn bán lại. Còn bạn đặt một bên này là 540, đặt hãng nhá, một bên 540 miếng ở giữa là 300 mấy ấy. Đấy, thì cái này chủ xe là bảo là không, em lên luôn body luôn, lên ốp bình xăng full ốp bình xăng này, bịt lại zin này. Cái này tùy anh em nhá, anh em nào thích cắt ra thì cắt, còn không cắt thì giữ lại nhá. Đấy, đây là chủ xe là không cắt luôn, để giữ nguyên luôn. Cái này nó có hố mà. Nhờ con này là bình xăng là bạn ấy dán lại hết tổng thể một cái màu đen, một đen bóng luôn. Đấy, thì bình này này, đưa lên này các bạn thấy không? Giống cái con mà R15V3 mình bán cho cô em 2K2 ở Hà Nội, nhưng mà làm cái bình mình có đăng clip trước. Thì cái bình đấy nó là bình R1 thì nó nhô cao thẳng lên, xong rồi nó vút ra. Còn đây là bình này mình ôm tròn. Thì cái này ấy, mình cá nhân mình lại thích cái bình này hơn. Bình này các bạn biết tại sao không? Với những cái thằng phúc to như mình ấy, đấy, đi vào nó sẽ bị tì. Đấy, cái thằng kia nó có hiện tượng nó tì vào, cộng với thêm nó hơi cần cu, cần chiu. Bạn nói thật là lực cười. Đấy, còn cái bình này thì nó thoải hơn, ok hơn. Bình này là phong cách của R6 ấy. Đấy, và thêm một cái ốp đuôi full rất là to. Và ốp đuôi này là không có hai bản nhá. Ốp đuôi này có hai bản, một là yên solo, hai là tiếp theo là hai là yên mút để anh em lựa chọn. Cái này là chủ xe sử dụng là bản là gọi là ốp yên solo luôn, lắp ốp yên solo. Còn nếu mà chúng ta muốn mà lắp yên zin ấy thì đây, tháo con ốc này ra, tháo miếng này ra, xong rồi ở đây nó có chốt thì chúng ta tháo ra, chúng ta thay cái yên yên lưới vào, yên có mút vào, thì là chúng ta sẽ sử dụng được là gọi gì như cái size kia. Nhưng đuôi nó lạ lắm anh em, đây này các bạn nhìn, lùi ra đây này, camera lùi ra. Anh em có thể thấy không, cái đuôi nó rất là to, cực kỳ là to luôn, nó làm phương dáng. Nhưng mà hiện tại thì chúng ta nhìn cái đuôi này thì cá nhân mình hiện tại mình nhìn thấy nó sẽ không đẹp, bởi vì là như các bạn thấy là cái vành với cả lốp nó hơi bé hơn so với cái bộ body đuôi to này. Thì bộ nguyên khối này anh em có sẽ quan tâm đến cái việc là có chế cháo gì không, thì xin thưa với anh em là chúng ta sẽ tháo hai cái ốp kia ra, nó đút thẳng vào luôn, không cần chế cháo, bắt bát viết các thứ như zin luôn. Con này là chủ xe còn bạn ấy còn đang bị mất hai cái miếng ốp nhựa này, bạn ấy còn chưa đặt về, đang chờ hàng về đấy. Thiếu hai cái miếng ốp nhựa ở gầm, em nhớ không? Ở gầm đấy nó có hai miếng ốp nhựa, nhưng mà bạn ấy đang đặt về. Bạn này đặt rất buồn cười, đặt quả chìa khóa zin 1.2 triệu. 1.2 triệu chìa khóa zin đang đặt hãng. Có vài cái là bạn ấy đang đặt về thay, đang chỉ còn hai miếng ốp này được. Đấy. Bạn sẽ đặt về bạn thay. Và sắp tới thì anh em chờ mình cái bản độ này, sau khi mà chủ xe lên này chạy ngon lành cành đào xong thì bạn ấy sẽ lên vành trước 2 đĩa, vành sau 5 inch và lốp lớn hơn, thì tổng thể chiếc xe này nó sẽ to đẹp hơn đúng không? Đây là mới là full được đầu này, ốp bình xăng, ốp đuôi này, thiếu mỏ cầy, thiếu vành lớn, vành sau lốp lớn và ốp cắp nữa thôi. Nhưng mà mình khuyên anh em, nếu mà anh em nào đã lên ấy, như bạn này thì là bạn ấy lại phải bắt buộc phải lên, vì ốp đuôi hai miếng vỡ hết rồi. Đấy, vỡ hết đằng sau rồi nên là không thể ấy được, bắt buộc là bạn lên luôn ốp đuôi. Còn nếu mà anh em nào đã xác định lên thì nên ngâm cứu cái bài vành to lốp lớn. Chúng ta có thể lên vành trước, đuôi gì cũng rất đẹp. Nhưng mà nếu mà đã xác định lên đuôi độ này rồi thì chúng ta nên đi hẳn vành luôn, vành 5 inch lốp lớn luôn. Ok anh em, xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em tại những video sau. Uy Tín Mô Tô xin cảm ơn anh em và đừng quên ủng hộ mình ở shopee.vn.
@uytim.moto nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi, hẹn gặp lại anh em tại những vlog sau nhé. Bye bye các bạn.